Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 trong số 4 tên lửa hành trình Iskander mà Nga phóng tới Dnipropetrovsk rạng sáng 28 tháng 10. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 10, Nga đã tiến hành cuộc tiến công tên lửa vào vùng Dnipropetrovsk bằng 4 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Iskander-K. Theo tuyên bố của Ukraine, các vụ phóng được thực hiện từ bán đảo Crimea. Các đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Chỉ huy Không quân phía Đông đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình, quả thứ tư không chạm tới mục tiêu. Ông Mykola Lukashuk, người đứng đầu Hội đồng khu vực Dnipropetrovsk, xác nhận rằng một tên lửa không bị lực lượng phòng không bắn hạ và đã phát nổ trên không phận quận Kryvyi Rih. Chính quyền khu vực không báo cáo bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công tên lửa của Nga gây ra. Trong một diễn biến liên quan, vụ nổ khác cũng được ghi nhận ở khu vực Ismail thuộc vùng Odessa. Khu vực này đóng vai trò là một trong những trung tâm được Ukraine sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự. Nga đã nhiều lần sử dụng loại tên lửa này để đáp trả các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Hồi cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đã phá hủy một đoàn tàu chở xe bọc thép Ukraine và đánh trúng khu vực tập trung của 2 lữ đoàn Ukraine. UAV Ukraine ồ ạt tập kích Crimea, Nga khai hỏa phòng không đánh chặn. Quân đội Nga tuyên bố phá hủy hàng chục máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen và gần Crimea. Vào đêm 28 tháng 10, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 29 tháng 10. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ phá hủy 36 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen và khu vực phía tây bắc bán đảo Crimea, thông báo cho biết thêm. Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ thiệt hại nào hoặc là những tổn thất về người nào trên mặt đất sau vụ tấn công và các quan chức địa phương vẫn chưa bình luận về vụ việc. Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Crimea trong những tháng gần đây. Theo quân đội Nga, vào ngày 13 tháng 9, Ukraine đã tấn công một xưởng đóng tàu ở Sevastopol bằng tên lửa hành trình làm hư hại 2 tàu hải quân. 9 ngày sau, một tên lửa tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Moscow cũng cáo buộc Ukraine nhiều lần sử dụng xuồng không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở Sevastopol. Xuồng không người lái cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng như cầu Crimea. Cây cầu này bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công vào tháng 7 nhưng đã được sửa chữa và mở cửa trở lại hoàn toàn vào đầu tháng này. Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Nga sát nhập bán đảo Crimea từ tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Ukraine tuyên bố xung đột chỉ kết thúc khi Moscow rút hết quân và Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ bao gồm Crimea. Theo giới quan sát, thông qua các cuộc tấn công liên tiếp vào Crimea, Ukraine dường như muốn phát đi thông điệp rằng dù chiến dịch phản công chậm chạp, họ vẫn có khả năng gây tổn thất cho Nga. Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andriy Yusov cho hay Nga đang sử dụng Crimea làm trung tâm hậu cần nên bán đảo trở thành mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giành lại Crimea, ông Yusov nói. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết Ukraine coi nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu ở bán đảo Crimea là mục tiêu tấn công chính đáng. Ông Pletenchuk cũng cảnh báo Ukraine cuối cùng sẽ phá hủy cầu Crimea, cây cầu do Nga xây dựng sau khi sát nhập bán đảo Crimea. Cây cầu dài 19 km nối đất liền Nga với Crimea. Trong bài phát biểu qua video tại Hội nghị An ninh ở Cộng hòa Séc ngày 24 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục gây sức ép quân sự lên Crimea. Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo Ukraine sẽ phải hứng hậu quả khốc liệt nếu tìm cách giành quyền kiểm soát Crimea. Moscow cũng tuyên bố Crimea là vấn đề không thể thương lượng. Chiến thuật săn mồi giúp đặc nhiệm Nga đánh lừa binh sĩ Ukraine. Đặc nhiệm Nga đang sử dụng chiến thuật mới gần Bakhmut ở mặt trận Donetsk nhằm ngăn chặn đà tiến của Ukraine ở chảo lửa này. Sputnik đưa tin đơn vị đặc nhiệm CB thuộc lực lượng Druze đang sử dụng một phương pháp tác chiến mới, thường được gọi bằng tiếng Nga là chiến thuật săn mồi. Thuật ngữ này ám chỉ việc một lực lượng sử dụng hỏa lực nhẹ để đánh lừa, buộc đối phương di chuyển vào các vị trí phòng thủ đã được nhắm mục tiêu từ trước. Đây là nỗ lực nhằm khiến binh sĩ phía bên kia chiến tuyến rơi vào bẫy. Nga đang sử dụng chiến thuật này ở Kleshcheyevka tại khu vực Artemovsk, Ukraine gọi là Bakhmut. Binh sĩ Nga có biệt danh Charlie nói với Sputnik rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức để phòng thủ Kleshcheyevka nhằm ngăn chặn đối phương không thể tiến gần ngôi làng dù chỉ một tấc đất. Chúng tôi đang nghiên cứu sử dụng đạn cối 80 ly và 120 ly. Chúng tôi thường sử dụng cả hai loại cùng nhau, đôi khi lần lượt từng loại, anh cho biết. Theo Charlie, chiến thuật nói trên đặc biệt hiệu quả đối với bộ binh Ukraine. Khi quân đội Nga xác định được vị trí của các đơn vị đối phương, họ sẽ bắn pháo vào các đơn vị đó bằng đạn súng cối 80 ly, buộc phía Ukraine phải di chuyển xuống chiến hào và các hầm đào để ẩn náu. Tuy nhiên, Nga đã bố trí sẵn đạn pháo 120 ly nhằm vào các vị trí chiến hào này từ trước như một cái bẫy. Khi bộ binh Ukraine xuống hào, ngay lập tức hỏa lực hạng nặng được phóng ra. Charlie cho hay, với hỏa lực cỡ nào 120 ly phóng ồ ạt xuống các đường hào và công sự, các binh sĩ Ukraine khó có thể tìm được đường rút. Chúng tôi đã nắm rõ cách họ triển khai hệ thống hầm hào. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đó rồi bắn đạn 80 ly vào trước, buộc họ di chuyển đến khu vực mà đạn 120 ly đã chờ sẵn, Charlie giải thích. Hôm 26 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng rút đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk. Nga nói lực lượng Ukraine mất 295 binh sĩ và 11 thiết bị quân sự, trong đó có pháo tự hành DANA do Séc sản xuất. Lượng pháo tự hành 152 ly được phát triển trong thời Điệp Khắc cũ. Kể từ đầu tháng 6, Ukraine đã mở chiến dịch phản công trước Nga. Dù đã giành được một số khu vực, nhưng nhìn chung, đà tiến của Ukraine vẫn khá chậm, không đạt được bước đột phá trong khi hứng chịu thiệt hại lớn. Ngoài các bãi mìn, các binh sĩ Ukraine thừa nhận phía Kiev đang bị lực lượng pháo binh áp đảo của Nga ngăn cản tiến về phía trước. Tháng trước, Vitaly Kryukov, một chỉ huy của bộ phận UAV thuộc lực lượng chiến thuật Adam của Ukraine cho biết Kiev đang bị pháo hạng nặng của Nga kìm hãm đà tiến. Ông Kryukov đã có mặt ở thành phố Bakhmut ở Donbass kể từ tháng 2, nơi giao tranh diễn ra ác liệt. Ông cho biết lực lượng Adam phải mất 2 tuần chỉ để vượt qua một khu vực rộng khoảng 2,6 km vuông. Trong khi đó, một phó chỉ huy tiểu đoàn Ukraine đã chiến đấu gần Bakhmut nói với Business Insider rằng trong hoàn cảnh của Kiev, họ luôn phải di chuyển chậm. Chúng tôi cần phải di chuyển, đào, di chuyển, đào, di chuyển, đào liên tục. Vì Nga có tiềm lực pháo binh rất lớn, hỏa lực trút xuống giống như mưa, họ sử dụng pháo rất thường xuyên, ông giải thích. Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đô đốc Rob Bauer thậm chí cảnh báo phương Tây đang vét đáy thùng và sắp hết đạn để viện trợ cho Kiev. Ukraine đang phải dịch chuyển sang bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng và những trung tâm sản xuất quan trọng khỏi cuộc tấn công tên lửa và UAV mà Nga mới nối lại nhằm xói mòn ý chí và khả năng chiến đấu của Kiev. Mùa đông lạnh sắp đến, bùn lầy và sự kiệt sức sẽ làm tăng thêm khó khăn cho cuộc phản công của Ukraine. Một chuyên gia về Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich đã thể hiện lo ngại Ukraine không có đủ hệ thống phòng không cũng như đạn dược. Quốc gia này hiện nay gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các vũ khí phương Tây và đã sử dụng gần như toàn bộ hệ thống S-300 thời Liên Xô cũng như tên lửa Buks mà nước này sẵn có. Tình trạng thiếu hụt các hệ thống vũ khí tầm ngắn đến tầm trung như NASAMS do Mỹ và Na Uy đồng sản xuất cũng đang vô cùng nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các tên lửa NASAMS và M7 sẽ được cung cấp bổ sung cho Kiev. Tuy nhiên, các chuyên gia về quân sự cho rằng tỷ lệ sản xuất hiện nay không đủ nhanh chóng để đáp ứng các nhu cầu của Ukraine trong mùa đông này. Thậm chí cả khi Ukraine được cam kết nhận được các hệ thống vũ khí cần thiết thì không có gì đảm bảo chúng sẽ đến tay Kiev kịp thời. Một câu trả lời ngắn hạn cho việc thiếu hụt các hệ thống phòng không của Ukraine là phương Tây sẽ cung cấp cho Kiev các hệ thống cũ mà họ không sử dụng nữa. Một ví dụ cho xu hướng này là nỗ lực hỗ trợ thế hệ tiền nhiệm của Patriot, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Hawk, đi vào hoạt động vào những năm 1960 nhưng vẫn hiệu quả nếu được trang bị radar nâng cấp. Tây Ban Nha đã cung cấp các hệ thống Hawk cho Ukraine và Mỹ, có lẽ sẽ cung cấp thêm một số hệ thống nữa. Một mối đe dọa nữa với Ukraine là bom lượn phóng từ trên không do GLONASS dẫn đường, hệ thống định vị của Nga giống như GPS. Chúng có tầm hoạt động 50 km, tấn công chính xác trong phạm vi 10 m và rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa. Các chuyên gia quân sự nhận định Kiev đang rất cần các phương tiện chiến tranh điện tử tốt hơn và nhiều hơn để có thể đối phó với bom dẫn đường và UAV của Nga. Tuy nhiên, có thể các nước hỗ trợ sẽ do dự trong việc chia sẻ chúng. Ngày 11 tháng 10, nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, một liên minh gồm 54 nước cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đã gặp nhau tại Bruxelles trong cuộc họp thứ 16. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định những thứ Ukraine cần lúc này là tăng cường viện trợ cho hệ thống phòng không và đạn pháo. Mùa đông năm ngoái, sau những tháng khó khăn khi mạng lưới điện của Ukraine liên tục bị Nga tấn công, hệ thống phòng không của Kiev đã dần được tăng cường. Ukraine cho biết phần lớn tên lửa của Nga đều bị bắn rơi trước khi tiếp cận được mục tiêu. Các hệ thống phòng không phóng từ mặt đất của phương Tây như Patriot và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung ARIS-T đã đến tay Kiev kịp thời, và giới quan sát cho rằng các lực lượng của Ukraine đã thể hiện đáng kể kỹ thuật kết hợp các nền tảng và hệ thống radar khác nhau. Đội ngũ kỹ sư của Kiev cũng thể hiện năng lực vượt kỳ vọng khi có thể nhanh chóng khôi phục nguồn cung năng lượng, thậm chí sau nhiều cuộc bất công và bất chấp việc có thể biến mình trở thành mục tiêu. Mùa đông năm nay, Ukraine cũng phải đối mặt với thách thức tương tự hoặc thậm chí là còn tồi tệ hơn khi Nga rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ. Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố quanh các khu vực quan trọng của mạng lưới điện và nhận được các máy phát khẩn cấp để tránh việc bị cắt điện diện rộng. Tuy nhiên, khi giao tranh trên bộ trở thành cuộc xung đột tiêu hao, thì giao tranh trên không cũng khó tránh được hậu quả tương tự. Câu hỏi với Ukraine lúc này là liệu họ có duy trì được nguồn cung các vũ khí để tiếp tục bắn hạ chúng hay không? Về phía Moscow, các nguồn tin tình báo Ukraine ước tính là mỗi tháng Nga có thể sản xuất khoảng 60 tên lửa hành trình, tấn công mặt đất, 5 tên lửa đạn đạo Iskander và 2 tên lửa siêu thanh Kinzhal. Tình báo Ukraine khẳng định thêm, các mảnh vỡ thu thập được từ các cuộc không kích gần đây của tên lửa hành trình Kh-101 cho thấy chúng được sản xuất gần đây. Nga cũng đang thay đổi mục đích sử dụng tên lửa đất đối không và tên lửa chống hạm cho các cuộc tấn công mặt đất. Nước này cũng kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí cảm tử lưu động và UAV giá rẻ. Nhờ tích trữ tên lửa trong suốt mùa hè, Nga có thể sẽ nối lại các cuộc tấn công với mức độ tương đương năm ngoái và duy trì chúng trong một vài tháng. Có một số minh chứng từ những cuộc tấn công gần đây cho thấy Nga lựa chọn tấn công các mục tiêu ít được bảo vệ hơn so với Kiev, chẳng hạn như ở Odessa và các thành phố cảng khác.